Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay bên Huy mới vừa về một chiếc xe Fortuner máy dầu nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia các anh chị, được sản xuất vào năm 2017. Fortuner máy dầu là một trong những cái sản phẩm mà được rất nhiều khách hàng trong thời gian vừa qua gọi hỏi Huy rất là nhiều các anh chị, với nhu cầu sử dụng đi lại khá là nhiều, và tình hình là xăng cộ thì nó hơi lên giá, cho nên là Fortuner máy dầu và đặc biệt là Fortuner đang được khách hàng tìm kiếm khá là nhiều. Thì hôm nay xe mới vừa về, chưa có được làm đẹp, nhưng mà Huy cũng dành vài phút giới thiệu, gửi đến các anh chị và các bạn về chiếc xe. Thì xe này được chủ xe mua ở TT Samco các anh chị nha, và mua vào tháng 5 năm 2017. Thì đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và xe này chủ xe đi bảo trì bảo dưỡng hãng khá là đầy đủ, khá là đầy đủ các anh chị. Lần cuối thì chủ xe có bảo dưỡng vào tháng 3 năm 2022. Thì xe này Huy đã kiểm tra, đã thử xe và mọi thứ còn rất là mới, cũng như là về chất lượng xe, độ ổn định khi chạy trên đường thì Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng và mọi thứ ổn hết nha các anh chị. Và xe biển số thành phố thì đây anh chị, 51G37436 các anh chị, biển số cũng khá là đẹp. Xe được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng rồi, và bên Huy sẽ tiến hành sơn và làm marukuri lại cho chiếc xe này. Mã màu là 4W9. Đây là chiếc xe màu nâu nha các anh chị, màu nâu. Nó sẽ có cái ánh kim tuyến, anh chị ra ngoài nắng nó ánh lên ánh kim tuyến rất là đẹp luôn, màu rất là đặc biệt. Những chi tiết này là chủ xe đã lên cái ốp mặt chrome ở phía trước, nhìn nó sáng cái phần đầu xe, và đèn và mọi thứ anh chị nhìn ha, đèn nó rất là sáng anh chị. Xe này thì bên Huy về sẽ tiến hành làm marukuri, làm đẹp vệ sinh. Ok các anh chị, xe thì ở bên Huy đã kiểm tra, đã thử xe ở ngoài đường, cũng như đã kiểm tra 176 hạng mục, được kỹ thuật kiểm tra kỹ lưỡng thì mọi thứ ổn hết các anh chị, không phải lo lắng gì. Vỏ còn ok nha, mâm nội chị nhìn nha, còn rất là sáng và mới. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Những cái sản phẩm mà bên Huy thì luôn cam kết với anh chị, Odo đồ chuẩn ha anh chị nha, Odo chuẩn tại anh chị, sản xuất năm 2017. Những cái sản phẩm mà nhập khẩu á, thì khách hàng ưa chuộng khá là nhiều. Anh chị nào mà để ý á, thì khi mà chạy những cái sản phẩm xe nhập như thế này á, thì cái độ ổn định của xe khi mà chạy trên đường, chạy trên cao tốc luôn anh chị, nó ổn định hơn, và đặc biệt là độ cách âm. Một số những cái khách hàng đã sử dụng rồi thì có phản ánh với Huy là xe nhập á, thì ngó vẻ là tôn rồi nó sẽ cứng hơn, nó sẽ dày hơn so với xe lắp ráp. Thì một số khách hàng đánh giá về xe nhập rất là nhiều. Vì sao nhiều khách hàng lại là phải lấy xe nhập, đổi những cái xe mà lắp ráp đời cao để lái xe nhập từ 2017, 2018 thì cũng đã có rất là nhiều khách hàng như vậy. Đây, những cái nẹp ở phía sau, đèn anh chị nhìn ha, sáng bóng. Đó, khe hở với các chi tiết. Đó, 2017 nha anh chị. Odo chuẩn của xe là 122.000 cây số, lịch sử đầy đủ rõ ràng. Full lịch sử hãng cho các anh chị. Và lần gần nhất là 121.000 chủ xe bảo dưỡng vào tháng 3 năm 2022. Đó, gầm bệ thì anh chị yên tâm nha. Đối với sản phẩm này thì bên Huy về sẽ làm marukuri, làm đẹp. Vỏ này, ghe vỏ còn rất là dài luôn các anh chị. Đó, anh chị mua những cái sản phẩm bên Huy thì hoàn toàn yên tâm. Xe thì bên Huy về sẽ tiến hành sơn, sơn lại một số chỗ rồi đánh bóng, vệ sinh, kiểm tra kỹ lưỡng hết. Anh chị cần việc lái xe về và sử dụng thôi, không cần phải làm bất kỳ cái vấn đề gì hết các anh chị nha. Bên Huy là đại lý ủy quyền của Toyota Việt Nam, là cam kết với anh chị, xe đảm bảo không đâm đụng, không ngập nước, và tình trạng động cơ hộp số thì bên Huy sẽ bảo hành cho anh chị 1 năm hoặc 20.000 cây số. Fortuner, máy dầu nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, được bảo dưỡng hãng khá là đều, động cơ hộp số và mọi thứ bên Huy đã kiểm tra, và xe ổn định, không bị lỗi gì hết các anh chị. Rất tiết kiệm nhiên liệu, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ nữa các anh chị. Cứ mỗi 5.000 cây số anh chị đưa xe đi đến hãng bảo dưỡng thì anh chị có thể chạy xe tới 700-800.000 cây số, động cơ hộp số vẫn hoạt động rất là tốt luôn các anh chị nha. Sơ bộ cho anh chị nắm về chiếc xe nhập này, thì đây là một trong những cái sản phẩm mà bên Huy rất là hiếm có khi về, những cái sản phẩm mà chất lượng đẹp,
odo chuẩn ha, bên Huy mới lái về. Cam kết với anh chị, xe đảm bảo odo chuẩn, không bị tua, đồng hồ lịch sử đầy đủ ha, rõ ràng. Rồi tiếp theo Huy mời các chị và các bạn cùng Huy xem chi tiết phần nội thất bên trong của sản phẩm. Đây là phần nội thất bên trong của sản phẩm các chị. Xe thì bên Huy mới vừa lái về và sẽ tiến hành làm maruguri, làm đẹp. Xe thì mới lái về cho nên nó hơi dơ tí xíu. Keo truồng, mọi thứ còn nguyên bản hết các anh chị. Đó, anh chị xem qua. Bên Huy về sẽ tiến hành làm maruguri, vệ sinh sạch sẽ phần nội thất bên trong. Thì chủ xe đã lót sàn, simly hết rồi. Trần, bọc ghế da. Đó, mình có vị trí để đồ rất là rộng luôn các anh chị. Tiếp theo mình sẽ lên phía trước để anh chị và các bạn coi. Đây keo truồng anh chị coi ha. Đó. Còn nguyên bản hết các anh chị. Xe bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Đó, cam kết với anh chị tình trạng xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước. Bên Huy về làm maruguri thì chắc chắn với anh chị là xe này sẽ lung linh thôi. Vì kỹ thuật làm maruguri, làm đẹp bên Huy rất là kỹ. Rất là rộng nha các anh chị. Nó có vị trí tựa tay rất rộng rãi. Đó. Đây là một chiếc SUV mà thực sự là Fortuner máy dầu là một trong những cái sản phẩm mà khách hàng mua về sử dụng cho gia đình cũng được, chạy dịch vụ cũng rất là tốt luôn, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ. Thực sự là Fortuner máy dầu rất là bền. Anh chị nào mà đã sử dụng Fortuner máy dầu rồi anh chị sẽ thấy được, sẽ cảm nhận được. Và đặc biệt là đối với chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia như này thì độ cách âm và tính ổn định của xe là rất là tốt. Và hiện tại thì do là xe mới các anh chị, đặt thì anh chị phải qua tháng 6 mới có xe. Cho nên là những cái sản phẩm máy dầu như thế này anh chị mua về thì sẽ tiết kiệm được khá là nhiều. Nếu như mà để qua tháng 6 thì thuế trước bạ các anh chị là sẽ 10% đối với những cái dòng xe lắp ráp. Thì lúc đó Fortuner nó sẽ đội giá lên rất là cao luôn. Và anh chị đầu tư một chiếc xe để sử dụng hoặc là anh chị trả dịch vụ thì nó sẽ không có tối ưu về vấn đề kinh tế nha các anh chị nha. Đó, anh chị xem qua. Đây vị trí ổ khóa này các anh chị. Ok các anh chị ha. Còn rất là mới. Mặt đồng hồ tắp lô chuẩn cho anh chị luôn. Đó, còn rất mới và đẹp. Huy sẽ nổ máy để anh chị và các bạn mình xem qua ha. Đó. Xe này thì audio hiện tại của xe chuẩn. Đó. Chuẩn cho các anh chị luôn là 122.663 cây số. Bên Huy á là đại lý, là hãng, thì về vấn đề cây số thì bên Huy cam kết chiếc xe này chuẩn cây số cho anh chị nha. Đó, anh chị nhìn này, vô lăng này, những cái nấm bấm này anh chị nhìn thấy không? Đây các anh chị. Đó, anh chị nhìn ha. Nó còn rất là nét và mới. Đó, mọi thứ ha, mọi thứ còn rất là mới luôn anh chị. Đó, còn bên Huy á thì không có tua đồng hồ như bên ngoài. Thì bên ngoài tua đồng hồ rất là dễ. Bên Huy thì có lịch sử của xe và mọi thứ thì anh chị sẽ cảm nhận được về chất lượng của xe. Và chiếc xe này là xe công ty thì vẫn có thể là xuất hóa đơn cho anh chị. Nếu anh chị nào đang cần xuất hóa đơn cho công ty. Còn xe thì đó anh chị xem, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, nội thất, ngoại thất và mọi thứ thì bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Máy nổ khá là êm nha các anh chị nha. Chiếc xe Fortuner nhập khẩu được khách hàng đánh giá về cái độ êm dịu của xe, về tiếng nổ của động cơ đó rất là tốt luôn anh chị. Xe này thì bù lon con tán mọi thứ là còn nguyên hết các anh chị nha. Thì xe này thì bên Huy có cabo nó hơi mớp nhẹ một tí xíu thì bên Huy sẽ tiến hành sơn lại phần cabo, nhưng chất lượng sơn của hãng thì anh chị hoàn toàn yên tâm, không khác gì chất lượng sơn của nhà máy đó các anh chị. Động cơ còn nguyên hết các anh chị, chưa đụng chạm, chưa tháo rã gì hết. Xe này thì hơi dơ thôi thì bên Huy về làm maruguri thì đảm bảo cam kết với anh chị làm ra là lung linh luôn. Anh chị nhìn nè, mọi thứ là còn nguyên hết đó anh chị nha, nguyên bản hết luôn. Anh chị thấy những cái dấu son từ nhà máy đó, mọi thứ còn nguyên hết luôn anh chị. Chưa đụng chạm gì hết, bảo dưỡng hẳn đều, chất lượng động cơ, hộp số và mọi thứ còn rất là mới và mọi thứ là ok hết các anh chị. Bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi và đã chạy thử xe trên đường rồi. Hệ thống hoạt động rất là tốt, không có lỗi gì cả.
và bên Huy sẽ bảo hành động cơ hộp số cho chị 1 năm hoặc 20.000 cây số nha. Và đối với sản phẩm này vẫn được sự bảo hành ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ cho vay lãi suất chỉ 5.79% trên năm thôi. Anh chị nào đang thiếu tài chính thì liên hệ Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị. Giá bán hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 823 triệu cho một chiếc xe Fortuner máy dầu nhập khẩu, biển số thành phố đẹp. Xe được trang bị khá là đầy đủ phụ kiện, dán phim, che mưa, DVD, camera gear, rồi ghế da, lốp sàn, cũng khá là đầy đủ rồi. Và chất lượng xe thì khá là tốt, do xe này thì lịch sử bảo dưỡng hãng cũng khá là đều các anh chị. Động cơ hộp số còn nguyên bản, bảo dưỡng đều, cho nên là chất lượng xe còn rất là ok luôn. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị về giá cũng như là về thủ tục để sở hữu chiếc xe Fortuner máy dầu số sàn 2017 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các chị trong những video tiếp theo ạ.